Chất liệu của các tác phẩm rất độc đáo và việc được nhìn tận mắt những nhân vật quen thuộc thông qua những tác phẩm nghệ thuật này cũng rất thú vị. Thật vui khi gặp được những nhân vật mà mình yêu thích ở đây. Nếu được gặp nhân vật mà mình yêu mến một lần, thì đây đúng là một trải nghiệm đáng để thử, thưa quý vị và các bạn. Chính là cái này đây ạ. Quả là một không gian nghệ thuật ấm áp, nơi mà bạn có thể mỉm cười và nói về những kỷ niệm. Ngoài những tác phẩm rất hoành tráng, thì những tác phẩm dễ thương cũng thu hút sự chú ý của con người. Chúng ta đang nhìn thế giới này bằng ánh mắt như thế nào nhỉ? Những đồ vật mà có thể đối với người nào đó là thứ vô dụng, thì khi vào tay của tác giả lại trở thành những tác phẩm vô cùng ấn tượng. Như các bạn đã thấy thì đây là tác phẩm Đừng nhìn vào điện thoại nữa. Chúng ta luôn luôn mang theo điện thoại di động bên người và dành quá nhiều thời gian vào nó. Tác phẩm này không chỉ được làm bằng những chiếc điện thoại mới nhất mà còn được làm bởi những chiếc điện thoại cũ đã bỏ đi. Vì Hàn Quốc được coi như là một cường quốc công nghệ nên tác phẩm như thế này thực sự rất có ý nghĩa. Nói gì thì nói, việc tự quý vị và các bạn đến nơi này để trải nghiệm là tốt nhất, nên tôi đã mạnh dạn thử thách với những chiếc vỏ lon. Khi nghĩ đến những tác phẩm được làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ, tôi cũng rất lo lắng, không biết liệu mình có thể hoàn thành chúng không. Nhưng dù thế thì tôi cũng có một tin vui rằng nó sẽ là chương trình trải nghiệm rất đáng nhớ đấy ạ. Vậy 5 ngày trước tôi đã làm gì nhỉ? Chúng ta đã được chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm ở ngoài kia và cuối cùng đã đến lúc được trực tiếp trải nghiệm rồi ạ. Tôi rất là mong đợi đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm điều gì ạ thưa anh? Hãy cùng làm thử một tác phẩm thật độc đáo nhé. Hãy làm thử chiếc máy bay đi ạ. Đó là một chiếc máy bay được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai, loại mà có cánh ở cả trên và dưới. Tôi sẽ hướng dẫn cô cách làm đơn giản nhé. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Những thứ này chắc là nguyên liệu để làm đúng không ạ? Vâng, đúng thế. Đây là những chiếc lon mà. Chúng ta có thể tìm kiếm một cách dễ dàng, thực sự rất thú vị. Chờ chút đã, bây giờ cô đang dùng tay nên không thể làm. Vì phải rất cẩn thận, nếu không chú ý sẽ có thể bị thương. Nên tôi nghĩ cô nên đeo găng tay vào cho an toàn. Những chiếc viền của vỏ lon khá là sắc, dễ làm bị thương chỗ nọ chỗ kia. Không thể để bàn tay đẹp thế kia bị thương được. Vâng, tôi sẽ đeo vào ngay đây. Vâng, cô hãy đeo vào luôn đi ạ. Tôi đã đeo xong đôi găng tay vào rồi ạ. Vì an toàn là trên hết, nên tôi mong các bạn đeo găng tay khi trải nghiệm nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy đục chiếc lon ra như thế này ạ. Chúng tôi bắt đầu làm chiếc máy bay bằng cách rửa sạch, làm khô và cắt những chiếc lon nhôm ra. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn nghe theo những gì mà anh ấy hướng dẫn và đang khá là suôn sẻ. Nếu bạn lấy tay ấn nhẹ thì chiếc lon nhôm sẽ biến đổi hình dạng và việc cắt nó ra không quá mất nhiều thời gian. Đúng rồi. Nhưng phần dưới như thế này thì sẽ không bỏ đi vì có thể sẽ dùng làm nhiều thứ khác nữa. Nên bỏ đi thì rất phí. Tạm thời cứ bỏ sang một bên đã nhé. Sau khi dùng kéo cắt đôi chiếc lon ra, thì hình dáng của chiếc máy bay được làm bằng nhôm cũng dần hiện ra. Đúng rồi, cô làm rất tốt. Không khó lắm đúng không? Nếu làm thường xuyên như tôi thì sẽ rất thuần thục. Cô hãy giơ ra cho camera thấy đi ạ. Rất óng ánh đúng không? Chúng ta sẽ làm tác phẩm toàn là màu bạc thôi nhé. Chiếc vỏ lon này có thể trở thành đồ phế thải mà chúng ta vô ý vứt đi, nhưng thay vào đó, chúng ta khiến chúng trở thành những tác phẩm độc đáo như thế này, rất thú vị đấy ạ.